Chào các bạn, làm cây vải thiều. Đặc biệt các bạn quan tâm đến làm lộc trong thân. Mình chia sẻ về kỹ thuật làm lộc trong thân thì được 5 năm rồi các bạn ạ. Bởi vì mình đăng rất là nhiều. Từ năm 19 này, 20, 21, 22, 23, 5 năm. Gần đây nhiều anh em vẫn chia sẻ vấn đề làm lộc trong thân như nào. Thì thật ra nguồn gốc làm lộc trong thân cũng như người làm lộc trong thân nổi tiếng thì người ta gọi là ông Trần Văn Hành. Ông tên Trần Văn Hành, người ở Trạo Cũ, giáp Sơn Đồng Hạn, Bắc Giang. Đấy. Người ta, ông ấy làm và được rất nhiều danh hiệu phủ thủy vải thiều vân vân, rất nhiều truyền thông trung ương, địa phương, rất nhiều giấy khen, treo đầy nhà. Và làm lộc trong thân cũng bao nhiêu năm nay rồi. Đấy. Thì mình cũng làm lộc trong thân. Tuy nhiên, nó phải tùy thuộc vào cây, vào mùa vụ và đặc điểm cây của mình và mục tiêu của các bạn để các bạn làm sao cho nó phù hợp. Mình ví dụ như là cây vải này là cây vải mình ở khu mình gọi là hai ruộng. Thì năm nay, kế hoạch của mình năm nay mình chỉ tỉa vải này thôi, định là như này. Tức là sau khi thu hoạch chỉ bấm tỉa đúng lấy cái lộc thôi, cái quả thôi để bó rễ, rồi bắt đầu đây lấy đúng quả để bó, sau đó cho ra 3 lần lộc ở ngoài và trong 2 lần lộc. Tuy nhiên vì năm nay mình không bón phân, nói thật cây nữa là không đầu tư nhiều nữa, chỉ làm gọi là có thôi, giữ cây, cho nên mình để như này. Còn nếu như mọi năm mình sẽ làm như sau. Đây, các bạn quan sát nhé. Đây ra lộc 2 nhé. Nếu như mọi năm, khi lộc 1 ở ngoài hồng, tỏa lá như này, thì mình vặt toàn bộ lộc trong thân. Đấy, vặt toàn bộ lộc trong thân. Đấy. Mình nói lại nhé. Nếu như làm lộc trong thân như mọi năm, khi thu hoạch xong, bấm tỉa hớt lấy ngọn, khi cây vải lộc 1 ở ngoài đầu cành ra và hồng hồng thì mình vặt toàn bộ lộc trong thân như này. Đây hồng hồng như này nhá. Như đấy là lộc 1 các bạn ạ. Đấy, đấy là cách làm của mọi năm. Vậy cách làm của mọi năm khi lộc 1 ở ngoài đầu cành nó hơi hồng hồng, bắt đầu tỏa lá như thế này. Hoặc là hơn một chút, lá vàng vàng thì mình vặt toàn bộ lộc trong thân. Khi mình vặt lộc trong thân, khi lá ở ngoài vàng thì nó có ưu điểm như thế này. Nếu mình vặt lộc trong thân khi lá ở ngoài bắt đầu vàng thì lá ở ngoài này nó chưa trưởng thành, nó chưa phát triển, hoàn thiện, một cây hoàn thiện, lá hoàn thiện thì nó chưa thể mọc lộc được, thì lộc trong thân nó bắt đầu mọc. Và khi đó chúng ta sẽ có hệ thống lộc trong thân nhú lượt 1. Tức là nó sẽ là lộc 2 của cây vải. Khi lộc ở trong thân nó nhú thì lộc ở ngoài đầu cành nó thành thục và nó nhú. Vậy là ở ngoài đầu cành có lộc 2. Và tương tự như vậy, lộc trong thân ra 2 lộc thì lộc đầu cành 3 lượt. Hết mùa làm lộc. Đây là cách làm kỹ thuật của mọi năm. Tuy nhiên năm nay mình đã không còn đầu tư nhiều, chỉ làm giữ vườn, giữ cây mà thôi, không bỏ hoang. Cho nên mình không tỉa lộc trong thân như mọi năm. Mình vẫn để lộc trong thân. Bởi nếu mình tỉa lộc trong thân như mọi năm thì cây vải nó quá thiếu lộc, dẫn hiện tượng là nó ra lộc nhiều. Đây, bởi vì bây giờ đã ra lộc 2. Nó ra lộc nhiều mà lộc lại ít thì nguy cơ mất mùa sang năm cao. Tại sao lại nguy cơ mất mùa? Bởi vì mình không đầu tư cho lộc đầu cành nó sẽ ngắn. Đấy, rất là ngắn. Đây, 2 lộc. Như lộc đầu cành bây giờ nó mới có được khoảng độ 20 phân. Thì lên một lượt lộc nữa nó thêm khoảng 20 phân nữa thì 4 phân, vậy khá dài rồi. Đấy, lộc đầu cành ngắn. Cho nên năm nay mình sẽ làm như thế này. Để các bạn quan sát. Năm nay khi lộc ngoài và lộc trong đều ra 2 lộc, mình kệ nó. Và sang lộc 3. Sang lộc 3 nhé. Vậy lộc 3 là thường là mình làm vào đầu tháng 10 dương lịch,
tức là trước lập đông một tháng. Vậy đến khi sang lục ba, tức là đầu tháng 10 dương lịch mình cho ra mà. Vậy thì cuối tháng 9 dương lịch mình sẽ bấm một cái ám bây giờ. Đâu mình quay, mình tỉa đã. Đầu tiên mình tỉa đã. Cuối tháng 9 dương lịch mình sẽ tỉa vải bằng cách như sau. Thứ nhất, những cái cành ở trong cành này, trong chỗ đứng ấy, mình sẽ bật đi. Bởi vì những cành này sau này có quả mình đứng vào rất là vướng. Và mình tỉa thưa. Đấy, mình tỉa thưa. Ví dụ như là cành này, đến đây, mỗi cành nó khoảng hơn 10 phân, thì mình bỏ cành này đi, để cành này mọc. Và cành này thì mình vặt, mình để 1, 2 hoặc là 3. Đấy, 3 cái lộc trong thân đây, các bạn xem ra đây. Đấy, các bạn nhìn nhé, 3. Đấy, chỗ này cũng thế. Mình sẽ tỉa, đây nó cái giữa đúng không? Bỏ đi. Đây, để cái bên này. Đấy, như thế. Mình tỉa thưa. Đây thì bỏ lại để cành này nhá. Mình sẽ tỉa thưa lộc trong thân. Sau khi tỉa thưa lộc trong thân, nếu như cái ngọn nào nó dài thì mình bấm như mình vừa bấm. Từ ví dụ này. Đấy, mình chỉ để lại độ 1 đến 3 cái nách lá. Một đa nách lá. Vậy thì như mọi năm, như làm sau khi ra lộc 1, bắt đầu hồng hồng, tở lá, mình vặt toàn bộ, thì nó ra được 2 lượt lộc. Như đây, vì năm nay mình không chăm sóc, không đầu tư, lộc nó thiếu, cho nên mình phải để cho lộc nó ra nhiều. Khi ra được 2 lượt lộc, đến lộc chuẩn bị làm lộc 3, ví dụ lộc 3, mình làm từ đầu tháng 10, từ khoảng mùng 5 đến 15 tháng 10 đi. Nhưng khoảng cuối tháng 9 đến mùng 5 tháng 10 gì đó, thì mình bắt đầu mình bấm lộc trong thân này đi. Đấy, bấm như này. Đấy, đấy, bấm như này. Bấm nhẹ đi. Thì mình bấm sớm hơn khi mình kích lọc. Để cho trong này nó trong thân, nó sẽ ra chậm hơn. Đấy. Còn ngoài này thì mình vẫn tỉa nhá. Mình đừng để sát quá, mình ví dụ thôi. Chỗ này cũng để sát quá rồi. Thì tỉa đi đi. Yeah. Đấy, sát quá, bên này không sát. Nó sát quá thì nó vít cả cành. Thì khi mình bấm sớm hơn, đang nghĩa độ 15, mùng 5 đến 15 tháng 10 mình cho ra lọc như cái này, cuối tháng 9 mình bấm đi. Từ 25 đến mùng 5 thì mình bấm trước. Để nó, khi nó ra lộc thì thứ tự ra lộc như nào? Cái đầu cành này này, đầu đỉnh ngọn nhá, nó ra lộc nhanh nhất. Còn chồi, mầm chồi thì nó có 4 mầm chồi. Cái mầm chồi ở đỉnh ngọn này này, người ta gọi chồi đỉnh. Cái chồi trong nách lá này, người ta gọi chồi nách. Và cái chồi mà khi cái lá rụng, này, khi cái lá rụng đi, mình ví dụ này, thì người ta gọi là chồi ngủ. Vậy chồi ra nhanh nhất đó là chồi đỉnh, thứ hai là chồi nách, thứ ba là chồi ngủ. Còn đến các phần trong thân cây này này, vô tình bất chữ nào người ta lại chồi bất định. Vậy thứ tự các chồi nó ra từ trước, từ chồi đỉnh, chồi nách, chồi ngủ và chồi bất định. Cho nên trong này là chồi nách, mình phải bấm trước để nó ra cùng nhau. Đấy, ví dụ vậy. Trong này là chồi nách, mình phải bấm trước để nó ra, không thì nó ra chậm. Cho nên mình phải tỉa trước cái này để cho nó ra lộc. Vậy là khi trong này nó có một lộc rưỡi rồi, có một nửa lộc hay một đoạn nào đó, thì chỉ cần nó ra một lượt lộc thôi. Còn thứ tự là như vậy, chồi đỉnh ra trước, chồi nách ra thứ nhì, chồi ngủ ra thứ ba, và của chồi bất định ra thứ tư. Nhưng ở ngoài đỉnh ngọn thì chất dinh dưỡng nó xa gốc, cho nên nó ra thuận lợi nhưng nó ngắn. Còn chồi trong gốc, trong thân, tuy rằng nó ra chậm nhưng nó được chất dinh dưỡng gần cho nên ra dài. Trong này có thể một lượt lộc 20-30 phân. Đấy, thì 20-30 phân cộng đoạn này là đủ để bẻ. Còn đoạn này này thì ra bao nhiêu phân thì tùy. Đấy. Đây là cách làm năm nay của mình như vậy. Còn thời gian nào chúng ta tỉa lộc trong thân thì tùy các bạn do mục đích. Nếu như các bạn làm một lượt lộc thì làm y như mình vừa nói, nhưng chúng ta vặt cụt đi. Chúng ta vặt cụt hết đi. Ví dụ sang đến thời gian y như mình nhá. Ví dụ mình làm lộc trong thân ra từ thời gian là 10 năm đi. Mùng 5 đến 15 tháng 10. Vậy thì từ 25 đến mùng 5 tháng 10 đi, mình vặt toàn bộ lộc trong thân này đi. Đấy. Khi đây là mình làm một lượt lộc nhá. Khi lộc ở ngoài đầu cành đã ra được 2 lượt lộc rồi, thì mình làm một lượt lộc là mình cứ vặt toàn bộ lộc trong thân đi. Thì lộc trong thân này lúc này nó sẽ ra được một lượt, và lộc đầu cành nó ra được 2 lượt.
Nhưng là trong thời gian một lượt như này thì nhiều khi là nó sẽ bị rủi ro, bởi nhiều khi là nó không ra được. Cho nên mình hay làm mọi năm là mình làm hai lượt. Đó chính là khi lộc ở ngoài nó vàng vàng như đầu video, nó ra được một lượt thì chúng ta làm hai lượt. Đấy. Thế rồi nhá các bạn nhá. Đây mình quay những cây vải của mình đây. Bây giờ mình đi lùi để đỡ ánh nắng mặt trời nó soi vào. Khu này gọi là khu ruộng dưới. Mình đã bón phân mấy hôm trời nắng và phun thuốc sâu xong. Cách bón phân của mình thì các bạn quan sát, đó là mình bừa cái khu bón phân, xong rắc phân vào bừa. Được mấy hôm nơi cỏ bắt đầu lại mọc như cây mạ rồi này. Đấy. Ê, nhà yêu nước Trương Định nhỉ. Khi nào mà hết người hết khi nào mà nước Nam hết cỏ thì hết người Nam đánh Pháp đấy. Việt Nam mình chẳng bao giờ hết cỏ đâu các bạn ạ. Càng phun càng phát, càng bừa càng cày thì nó càng mọc cỏ nhiều. Cho nên một năm mình chỉ làm hai lần thôi. Đấy. Bây giờ các bạn quan sát một số cái lộc đầu cành mình nhé. Đây. Còn tại sao chúng ta phải để lộc đầu cành ra ít hơn lộc đầu lộc trong thân ra ít hơn lộc đầu cành? Nên nguyên nhân như sau. Như mình vừa nói, bây giờ các bạn quan sát những lộc trong thân của mình đây. 40 phân. Nó ra thêm một lượt nữa, nó khoảng 2-30 phân nữa thì nó là 6-70 phân, nó quá dài. Nó quá dài dẫn đến hiện tượng trong này nó sẽ bị ốm nhé các bạn nhé. Nó ốm thì nó không có quả. Lộc trong thân nó thưa mà. 2-30 phân. Đây. Nó chỉ còn dài vài ngày thôi các bạn ạ. Đây. Đấy. Như giờ nó quá ốm. Và lộc trong thân thì như mình vừa nói nó gần gốc, cho chất dinh dưỡng lấy rất nhiều. Và khi lấy nhiều chất dinh dưỡng mà lộc đầu cành không lấy được thì lộc đầu cành nó dẫn đến hiện tượng là cằn như này này. Lộc nó ngắn. Cho nên chúng ta phải làm lộc trong thân ít hơn lộc đầu cành. Nó ít lượt nhưng nó sẽ dài. Vậy thôi các bạn nhé. Mình lên cái phần gọi là mình quay cái phần gọi là cây mình đốn nhá. Bắt đầu cối dưới ruộng là mình không bấm. Còn trên này mình bấm đây. Các bạn quan sát. Mình mới rắc phân được 2-3 hôm thôi. À không phải 2-3 hôm nhỉ. Cứ toàn nhầm. Rất tốt rồi, rất đẹp rồi. Thật ra bón phân chúng ta nên bón lộc 1. Tức là thu hoạch xong chúng ta bón. Sau đó chúng ta mới tỉa mới làm gì làm. Nhưng vì mình không làm được. Cũng giống thôi, năm nay ai cũng thế thôi. Giá cả nó không còn được ưu việt nữa, cho nên hầu như chúng ta cũng bỏ bê nhiều. Cho mình làm lộc. Thật ra khi bón phân có lộc 2 nó có cây nó vàng rồi, ban rồi. Thì bón được mấy hôm nó đỏ hết rồi, xong rồi. Để xong rồi, đấy. Đây là 4 cây mình làm điển hình như 4 kiểu mẫu. Một cây kia mình làm lộc đầu cành như thưa thoáng vẫn lấy quả lộc trong thân. Cây này là cây mình đốn từng cành một. Để hạ tán theo kiểu từng năm. Đây, các bạn quan sát. Đốn đây. Đấy. Xong để 1-2 năm xong đốn dần. Đây. Đốn đây. Và ngọn đốn vừa mới đốn năm vừa rồi. Các bạn quan sát nhá. Mình phóng tầm cao các bạn nhìn lộc rồi nhá. Mình vừa đốn xong. Chứ là cành kìa kìa. Đấy, cành kìa nhá. Đâu, 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 đâu. Đấy, đây, đấy. Cho tay mình chỉ nhá các bạn quan sát này. Đấy, mình vừa đốn xong. Đấy, chúng ta đốn cành, cách cành nó sẽ ra như thế. Mà chúng ta chặt hết cả các bạn đấy là không ra được lộc đâu nhá. Đấy. Hình năm nay mình đốn mỗi cành đấy thôi, đúng không? Xem bên này có không? Đôi năm nay mình đốn mỗi cành đấy. Đây, những cành mình đốn từ mọi năm đây. Đấy. Còn cây bên này là mình làm lộc, cách làm của mình đây. Làm lộc trong thương, thưa thoáng. Đây. Còn cách làm lộc kia là cách làm lộc giống như anh em. Làm lộc chặt để muốn chặt lòng chảo. Nhưng mà để 3-4 cây làm tán. Đấy. Làm như vậy nếu chúng ta không thích hái mấy cây trên kia thì chúng ta bỏ rụng được. Còn nhưng nó làm cái tán để che ô. Như dưới vẫn ra lộc. Tuy nhiên sau chúng ta phải bấm nhá. Đây. Như mình vừa nói chúng ta để lộc trong thân mà chúng ta không vặt đi. Chúng ta để nhiều sẽ còi lộc ở ngoài đây. Đây, các bạn nhìn này. Lộc cho thân dẫn mù này, ra lộc độc cảnh này. Nó éo ọt, nó vàng vọt như thế mà. Ngắn như này. Cho nên chúng ta phải vặt lộc trong thân. Một là làm hai lượt lộc, như mình vừa nói. Là mọi năm mình vẫn làm. Hai
là làm lồng rưỡi, ba là làm một lượt. Thì mỗi cái có ưu điểm. Nếu chúng ta làm hai lượt như mình vẫn nói từ đầu video thì nó xảy ra hiện tượng như sau. Khi chúng ta vặt đi, nó không ra được lọc. Nhưng nó có hai lượt trên cơ hội nó vẫn dài hơn. Đấy. Còn làm trường hợp thứ hai là an toàn nhất, chúng ta để kệ lọc xong chúng ta chỉ bấm cái bấm này này làm lọc rưỡi thì là an toàn nhất, bởi vì lúc nào nó có chân lọc nó sẽ ra lọc. Còn làm trường hợp thứ ba để một đợt lọc mà chúng ta vặt cụt đi, không may nó không ra được lọc. Tuy nhiên cả ba trường hợp thì chúng ta đều có một ưu điểm là lọc đầu cành chúng ta đã có rồi. Cho nên lọc trong thân có không có cũng chẳng sao. Có thì càng tốt. Còn làm lọc trong thân muốn an toàn thì chúng ta phải làm trong nhiều năm, chặt dần chứ đừng chặt ngay. Chặt ngay cây nó chết đấy các bạn ạ. Phải có lọc trong thân. Mình đang đi lên khu này gọi là khu gọi là vườn trúc. Đấy. Cũng đang ra lọc bình thường. Đây. Vậy thời gian được 2-3 hôm trời tương đối ráo. Tuy nhiên mới hôm nay thì dù sao nó trong thời gian là tháng 7 là tháng 2 mưa. Đấy. Cho nên các bạn muốn phun nước sâu thì tranh thủ hôm nào ráo lúc nào khô cây lúc nào phun lúc đấy thôi, chứ không có chuyện là phun được một ngày trong một ngày trời mưa đâu. Thời gian này sẽ là thời gian mưa ẩm các bạn nhé. Thời tiết này cực kỳ thuận lợi cho cây đâm chồi nảy lọc, nhưng nhược điểm là chúng ta làm việc ngoài trời phun nước sâu, đặc biệt là thuốc sâu đặc trị, ví dụ nhện đỏ hoặc là cái con diệp kim, diệp sáp, nó là thuốc rất độc. Chúng ta phun vào không may nó rơi xuống đất nó chết run, mà trời mưa chảy trong ao thì chết cá, nó cực độc. Cho nên chúng ta chọn những ngày nào mà trời nó ráo được lâu, xem thời tiết để chúng ta phun. Đặc biệt thuốc cỏ, các bạn phun xuống thì các loại thuốc sâu đó đặc điểm nó có là phân hủy. Phân hủy là cái gì? Mình ví dụ cái lá cây nó rơi xuống, bây giờ đông lá như cuối năm nó không còn, một vài năm sau thành đất, đấy gọi là phân hủy. Còn cái túi bóng về tóc chúng ta rơi đất nó không nát, đấy chính không phân hủy. Còn cái thuốc cỏ nó không phân hủy nhưng nó hòa tan. Ví dụ một chai thuốc cỏ 1 lít, chúng ta pha ra độ mấy trăm lít rồi chúng ta phun ra cả vườn, không khác gì như là chúng ta tập trung ở hội ấy, hàng vạn người, hàng mấy chục nghìn người trong một cái sân bóng đá. Sau đó họ giải rác ra châu Âu, châu Phi, châu Mỹ hay là châu Á thì vẫn là họ thôi, nó không nát, không thành những chất khác, người ta gọi là không phân hủy. Vậy một chai thuốc cỏ chúng ta phun ra một mẫu vườn thì chai thuốc cỏ đấy vẫn còn nguyên đấy, chẳng qua nó giải tán ra thôi. Rồi chúng ta phun lên 10 chai, 10 năm. Những cái đấy nó rơi xuống, nó xuống nước ngầm, nó xuống giếng nhà chúng ta. Nó chảy vào cỏ, chảy vào ao, cá ăn được, cá tích tụ trong gan. Rồi chúng ta ăn 10 con cá, như thế chính là đặc tính không phân hủy. Cho người ta cấm dùng thuốc cỏ chính là như vậy nhá. Đây khu này mình gọi là khu trong vườn. Đấy. Khu trong vườn. Thì năm nay duy nhất có phần gọi là hai ruộng là mình làm theo kế hoạch đậu ban đầu. Còn tất cả mình đều bấm. Đây trong này mình bừa trước. Cỏ đã bắt đầu 1-2 mầm lá mầm rồi đây. Đấy. Khu trong vườn. Còn bên này gọi là bên gốc mít thì mình đã ghép u hồng nhiều. Cho nên mình bấm thưa hơn. Đây. Lọc này đã cần bạc xong rồi. Tở và xòe rồi. Cây bên này xòe rồi. Hẳn rồi xanh rồi. Đấy. Còn lọc 3 thì mình... sang tháng 10 mới cho ra nhé. Lọc 3 sang tháng 10. Thường là mình cứ cho từ mùng 5 đến 15 tháng 10. Từ trước lập đông 1 tháng. Mình bắt đầu kích lọc 3. Tuy nhiên, năm nay trở đi mình sẽ làm sớm một chút. Còn tại sao làm sớm? Bởi vì mình muốn dành thời gian làm cây cảnh. Khi lọc xong thì mình bắt đầu lại bừa rác. Nay mình bừa cái này về làm đất chất trồng cây cảnh như này. Đây. Mình bừa sạch hết. Như anh em, nhiều người đốt vào đi. Nhiều người... bừa ra cho gọn vào để cho nó tạo khoảng trống cái khu cây gốc cây để tạo sự khô hạn. Thì mình mọi năm mình bừa ra, nhiều có anh có bác còn chôn chẳng hạn, như mình thì mình bừa mình xong mình lấy máy cày mình chở hết cái này về làm chất trồng cây cảnh, cho nên mình làm sớm để mình dành thời gian. Còn thời gian làm lọc các loại các giống cây thì mình thành một công thức rồi, mình làm rất nhiều video mình sẽ nói lại nhá. Thời gian khoanh theo mình nghĩ đẹp nhất cho tất cả các cây vải đều là trước thời gian ra hoa 45-50 ngày. Vậy chúng ta làm như thế nào để lọc cuối cùng của mình thành thục trước khi ra hoa 45-50 ngày thì chúng ta khoanh là đẹp nhất.
Chúng ta khoanh thời gian đấy thì không ra lộc đông, không ra lộc thu đông. Và nó cũng chưa có thời gian để nó ra lộc, và đến thời gian nó sẽ ra hoa được thuận lợi hơn. Còn khoanh các loại lộc, lộc già, lộc nhũ lộc, lộc non, lộc bánh tẻ hay lộc, nó sẽ ảnh hưởng đến cây vải như nào? Nếu bạn nào quan tâm, bình luận, chia sẻ thì mình sẽ làm một video sáng ngày mai hoặc là chiều mai, bất cứ lúc nào đó. Thôi mình dừng video nhé. Mình đã đi hết tất cả các vườn vải thiều nhà mình. Cảm ơn các bạn xem video.